Xin chào tất cả các bạn nha, xin chào tất cả mọi người nha. Mình cũng nhà mình có việc đó các bạn, cho nên mình thử ra mình cũng vắng mặt trong thời gian cũng khá lâu, là 2 tuần hơn nha các bạn. Thì hôm nay mình sắp xếp được công việc nó cũng rỗi rồi ha, và vô dịp ngay ngày chay cuối kỳ rồi các bạn. Thì mình làm cái món chay ha, để gửi lên tới tất cả các bạn và đại gia đình mình ha, làm cái món chay ăn cơm cho nó thanh đạm ha, bữa cơm thanh đạm. Thì hôm nay mình làm cái món cũng đơn giản các bạn, cũng không có gì gọi là cầu kỳ ha. Mình mua được một ít nấm này là 20 ngàn nha các bạn. Cái nấm này thì các bạn chắc lẽ các bạn cũng thường biết rồi, nấm này là mình không 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 phải nói tên thì các bạn cũng biết cái nấm gì rồi ha. Rồi mình xé ra thì mình sẽ xào với cái ớt nha các bạn, sả ớt ha. Ở đây thì mình có chuẩn bị cái lượng sả, đây là 5 tép thì bằng cái 5 tép sả mình sắt sẵn ở đây nha các bạn. Và ở đây là 4 trái ớt, tại mình ăn cay ha, mình bỏ ớt. Và đây là một củ nghệ bằng ngón chân cái nha các bạn, để mình xào chung với sả ớt ha. Còn dầu ăn thì tí mình sẽ cho lượng dầu ăn tùy các bạn cho nhiều ít ha, dầu ăn để mình xào. Còn thành phần mà để xào thì nó sẽ đơn giản thôi. Ở đây mình có chuẩn bị 2 muỗng cà phê các bạn, 2 muỗng cà phê hạt nêm ha, để tí mình xào chung với nấm. Và 3 muỗng cà phê nước tương chay nha các bạn, nước tương chay ha, để mình xào chung với cái nấm mình ăn cho nó ngon ha. Ở đây mình sẽ lường cho các bạn thấy luôn nha, một với gia đình mình ha, một này, hai, ba muỗng là được rồi nha các bạn. Rồi 3 muỗng, không xài bột ngọt ha, mình không xài bột ngọt nha các bạn, hạt nêm với lại nước tương là được. Còn đậu hũ ở đây thì đậu hũ ở nhà mình làm nha các bạn, mình có chuẩn bị, mình xắt sẵn ra cho các bạn thấy nè. Miếng đậu hũ này các bạn sẽ xắt ra mỏng như thế này ha, rồi mình mang đi chiên nha các bạn. Tí ăn kèm thì có thể mình một ít rau sống, hoặc là các bạn ăn mặn thêm thì chấm nước tương hoặc chấm cao gì tùy khẩu vị ha. Rồi mời các bạn đi làm với mình rồi cùng thưởng thức với mình nha. Mình cho dầu ăn vô nha các bạn, 1 muỗng ăn canh ha, 2 muỗng ăn canh nha các bạn, 3 muỗng ăn canh ha, sả với ớt ha. Rồi mình cho nghệ vô luôn nha các bạn, nghệ băm sẵn ha, cho nghệ vô luôn. Rồi mình đảo đều lên nha các bạn, đừng để cho nó khét ha. Thơm quá các bạn ơi, đã ớt nghệ vô là nghe cái mùi thơm rồi ha. Rồi mình cho nấm vô luôn nha các bạn. Rồi mình cho gia vị hạt nêm vô ha. Rồi cho nước tương vô luôn nha các bạn. Rồi mình đảo lên ha. Thơm quá chịu không nổi rồi các bạn ơi, nghe là đói bụng rồi. Rồi bây giờ nấm cũng chín rồi các bạn, mình cho ra dĩa ha, mình chiên đậu hũ nha các bạn. Rồi mình cho dầu ăn vô mình chiên đậu hũ nha các bạn. Sáu muỗng nha các bạn. Giờ đậu nó cũng được rồi các bạn. Đó, đậu giòn vàng rồi ha. Mình sẽ vớt ra nha các bạn. Mình có chuẩn bị miếng giấy mình lót rồi các bạn. Xếp nó ra về cho nó thấy nó đẹp luôn nha các bạn. Nó không có rút dầu vô trong cái miếng đậu nữa mà nó rút ra miếng giấy ha. Đó. Rồi, giờ
giờ làm cơm xong rồi thì mời mời tất cả mời gia đình mình ha, mời tất cả các bạn nha, dùng cơm với mình ha. Nấm dai xào sả ớt nghệ nha các bạn. Nấm dai, cái nấm này thì chắc có lẽ các bạn nào cũng biết ha. Đại gia đình mình cũng biết cái nấm này là nấm dai. Hồi nãy mình không nói tên thì bởi vì các bạn cũng biết rồi, nấm này nấm dai. Rất là vừa ăn nha các bạn. Rất là ngon. Dai dai, thơm mùi sả, nghệ, gia vị hòa quyện. Kèm chung với rau thơm dưa leo rất là bắt. Đây là cao. Cao này ở nhà mình thì cao này nó vừa ăn rồi. Các bạn có coi cái clip chai mình thực phẩm thì cao này không phải làm. Rất là vừa ăn. Mình ăn cay mình bỏ hết vô thôi, đơn giản thôi. Còn đây đậu hũ. Đậu hũ mình chiên cái kiểu này các bạn. Đây. Là nó giòn luôn nha các bạn. Ăn nó giòn luôn, đậu hũ nhà mình làm rất là ngon. Chấm rau cũng được, chấm nước tương cũng được. Ăn rất là giòn. Chiên nó giòn luôn. Nó béo mà nó thơm. Con kẹp với dưa leo với gầu sống rất là bắt. Tại nhà mình có việc đó các bạn, việc buồn cho nên mình thử ra mình cũng gián đoạn một thời gian là 2 tuần hơn ha. Mong các bạn đừng hỏi mình là vì sao. Là anh Quang anh không làm clip trong 2 tuần hơn nay ha, tại vì nhà mình có cái chuyện buồn cho nên mình thử mình chắc là không biết. Công việc nó bề bộn quá cho nên thử mình không làm được, không có tâm lý để lên làm nữa mà. Hôm nay chay thẳng mình làm luôn ha, bữa cơm chay. Hầu như là ngày nào mình cũng ăn chay các bạn. Mình ăn lạc á, mình ăn tương. Đậu ở nhà làm thì các bạn biết là rất là ngon. Không phải suy nghĩ các bạn mà chiên giòn lên vậy. Chấm nước tương, chấm rau gì ăn cũng rất là ngon các bạn. Nó như chả mặn gì đó, nhưng mà không phải, đây là đồ chay. Đậu hũ chay. Nãy mình thấy ít quá mà mình chiên thêm cái miếng, thêm một miếng nữa là 2 miếng thôi. Đơn giản các bạn thấy không, dễ làm, không cầu kỳ nha các bạn. Ăn vậy á, không có dầu mỡ nhiều nên cái sức khỏe mình cũng tốt, mà không có thịt cá. Cái nấm dai này các bạn xào như vậy rất là ngon, vừa ăn luôn nha các bạn. Còn ví dụ như mặn ngọt thì các bạn có thể bỏ thêm đường hay là
nước tương hay là hạt nêm gì thì tùy các bạn ha. Còn riêng mình vậy là rất là ngon nha, rất là chuẩn. Dễ ăn cơm nữa các bạn, xào sả dễ ăn, sả ớt nghệ, mà cái nghệ tươi nó rất là thơm nha các bạn, thơm hơn nghệ bột ha. Cái đậu hũ nhà mình làm mà nó đặc ruột cho nên các bạn chiên nó được vàng, mình chiên nó được vàng, còn ngoài chợ nó xuất hợp rồi, các bạn chiên ngoài chợ nó xốp lắm, nó không có đặc ruột giống như đậu hũ nhà mình làm. Mình làm bằng muối nó rất là ngon. Thôi thì bữa cơm chay tới đây cũng kết thúc ở đây nha các bạn, với đại gia đình mình ha. Hẹn đại gia đình mình và tất cả các bạn video clip ngày mai mình sẽ cố gắng làm những món chay ngon hơn ha, cùng đại gia đình mình cùng tất cả các bạn thưởng thức với mình nha. Bye bye, xin chào tạm biệt ha.